Thưa quý vị, hôm qua, Quyển Xuân Hương Trang, tên gọi khác là Trang Nemo, ngụ phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đã tự nguyện thi hành án 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khi xử sơ thẩm, Tòa Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trang Nemo 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó Trang kháng cáo xin được hưởng án treo nhưng không được tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận. Sau bản án phúc thẩm do Trang Nemo có địa chỉ cư trú tại quận 10 nên tòa án nhân dân quận 1 đã ủy thác cho tòa án nhân dân quận 10 thực hiện các thủ tục thi hành án. Trang Nemo tiếp tục làm đơn xin tạm hoãn thi hành án gửi tòa án nhân dân quận 10 với lý do mang thai. Tuy nhiên sau đó Trang Nemo đã thay đổi lý do xin tạm hoãn thi hành án là lao động chính trong gia đình. Sau khi xem xét hồ sơ, Tòa án Nhân dân quận 10 đã không chấp nhận cho Trang tạm hoãn thi hành án. Đồng thời, tòa này cũng ra quyết định thi hành án đối với Trang. Sau 10 ngày nhận được quyết định thi hành án, sang qua Trang Nemo đã tự nguyện thi hành án tại một nhà tạm giữ công an quận 10 tại thành phố Hồ Chí Minh.